Hồng Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân, đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình, thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Mời đàn trai. Xin mời đàn gái. Rồi, mời đây ngồi. Trời ơi, ngồi đi cưng. Dễ thương quá à. Rồi, nào, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, thưa anh Quyền Linh. Nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi. Em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi à. Hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ, em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Hiện tại là em là giáo viên mầm non và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm. Cũng hợp luôn á. Ừ. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ, em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân, đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em sẽ có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ, thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Tức là em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi, bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu, đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm. Sống thì giản dị, lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em phải nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em rất trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì lẹn lẹn tôi con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến, mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, có hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người Tây của em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã cha đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu, đúng không? Dạ. Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính, cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ, mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt, ông trái ngang dữ vậy trời. Mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được chơi vậy. Em sao em? Dạ, em cũng đã trải qua ba mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Đó, thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh, và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. 2 năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ 3? Dạ, mối tình thứ 3 là cũng gần 3 năm vậy. Vậy mà không đến được với mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là, một thứ nhất là phải là mắt kiến, thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu.
về lẵng nghe đen nghe bóng thì phải trình độ phải là cao hơn em, tại vì mới chỉ huy, hay là có sự bồi dưỡng cho em để tốt thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện cái sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có tri thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Nó là người bị cận, nó khác. Thôi chào chị, để mình nói cho mà nghe. Cầu dạ. Được ước thấy đó, ước dạ. Đi mắt kiến, có một cặp mắt kiến rồi, một cái hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không em quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất thích là tính rất là kỹ. Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chị ơi, không có quan trọng màu da. Thương ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn, mới mốt hết mụn chứ là phải tiếp. Thấy thương không? Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao, càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vậy đeo mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó ông cầu được ước thấy đó, đúng bởi vì ông trời thương em á. Hai cái mối tình lãng nhắc của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ. Đây. Báo cáo anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân, thì em đi với thủ trưởng cơ quan của em và đặc biệt là đồng chí tiểu trưởng Nguyễn Đức Dẫn và ba rồi của em và cùng toàn thể tất cả toàn thể chiến sĩ. Thưa anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Tôi đến từ Bến Tre đi hồi 2 giờ đêm tới, 8 giờ rưỡi mới đến đây. Mà ở đây giờ xin cảm ơn hết anh chị em khán giả với chị Quyền Linh với anh Hồng Vân. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Tôi giờ cũng mừng. Hồi xưa thì mẹ nó sanh đẻ, mà khi mà nó sanh đẻ trưởng thành lên thì nó con của nhà nước rồi, nó đi ra đi khỏi nhà nay là 12, 13 năm rồi. Nó thương ai này thì tôi chịu nấy, tôi cũng không biết sao. Dạ. Dạ, cô giáo cũng đẹp. Đó, nghe chưa đồng chí? Dạ nghe chị ơi. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác ạ. Bà chị Quy à, chị Quy có ý kiến đi. Thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì tôi là Nguyễn Đức Dưỡng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn của đồng chí Phụng. Thì đầu tiên là chỗ đồng chí Phụng là ở với tôi cũng rất là lâu rồi. Riêng đồng chí Phụng thì tính tình rất là vui vẻ như anh chị thấy rồi. Vui vẻ hòa đồng. Vừa rồi đồng chí Phụng nói làm đến đâu là đến nơi đến chốn. Cô giáo thì tôi thấy thứ nhất là rất là xinh đẹp, trình độ học thức như vậy cũng rất là tốt. Trước khi mà đi tham gia chương trình thì chúng tôi có giao nhiệm vụ là hôm nay đồng chí Phụng phải kiếm về cho tiểu đoàn 4 một cô con dâu. Đó, qua chương trình này thì cũng mong là bước đầu để cho hai người tìm hiểu và hy vọng là sau này tiểu đoàn 4 sẽ có một người con dâu giống như cô giáo ngày hôm nay. Đó, cô giáo duyên đúng không? Bên đàn gái hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến đây là nhất là có cô quản lý cơ quan em, 7 cô tiên xinh đẹp ở trường em đến ủng hộ cho em ạ. Trời ơi. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào hai bạn Thảo và Phụng. Thì em tên là Trần Thị Kim Xuyến, thì đang phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường. Trong công việc, Thảo là một cô giáo rất là hiền lành và chịu khó học hỏi. Về phía bạn trai thì mình có một vài nhận xét là bạn rất là chững chạc, cao ráo. Thì cũng mong là hôm nay hai em sẽ nhấn nút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn gái. Cô giáo nói chuyện hay quá, hay lắm, thực sự luôn á. Thôi bây giờ đã đến giờ phút hai bên gặp nhau rồi. Hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không nhá. Mở rào. Tặng quà nào, đứng lên tặng quà nào. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Dạ. Anh có ngày này anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau. Dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh đọc đi. Thấy chữ I love you. 3 từ 9 chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. À. Cảm ơn em, anh đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là anh sẽ... Anh có thích món quà không vậy? Quá thích luôn. Thích dạ. Không biết bao nhiêu, diễn tả như thế nào.
Dạ em có thể đeo cho anh không? Dạ. Được. Dạ. Anh sẵn sàng. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết liền đeo sao nữa nè. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng không hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Chị nè, bạn con gái này rất là chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi mà nha. Anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết, em rất quý trọng thời gian, anh cũng quý trọng thời gian, mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ, em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian, thì em chỉ có mong muốn thôi, anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh, dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp. Em với anh mới quen nhau á thì mình cũng chưa có hiểu nhiều, thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Yeah. Chị đồng ý với quan điểm của em. Yeah. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày cô, okay. Thì món quà này em món quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua qua ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đập trước em đi anh. Mình đập chung đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh. Đó là Hoàng Phụng. Trời ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay phải em phải dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm, tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ, bài hát và một bài thơ. Wow. Có hát hết luôn. Đã yêu yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to đi mọi người. Tại như kênh. Xin là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình vay là mình sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi, chương trình được của hai đứa luôn đó. Hai đứa tự nhiên đi không sao hết trơn á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn xa bến, mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị loạn nhạc. Hết rồi. Anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luyến mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao cho lời anh nói hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các đồng chí ở thủ trưởng? Quá hay. Tiếp em sẽ làm câu thơ nói về cô giáo. Anh ấp ủ là mong tìm một người cô giáo là người nữ yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn, trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Nghề em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa nói đó. Lời bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi, được tôi bấm nút luôn.
Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn anh nhịp. Anh nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng anh mà nhìn em nè. Anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tôi tưởng anh là gì? Khi đến với chương trình, anh xem em là tất cả. Khi biết em rồi, anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay quá. Em gái, em gái, rồi. Em gái nói. Vào mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì nữa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi, bấm rồi, nút luôn. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn mối hẹn hò mà ông Mai bà mối là người bấm nút. I feel happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp với bạn em nói là ai vô em, giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Saga. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được là tiến hành tốt thì nào mừng. Quá mừng. Dạ. Con cảm ơn bác rất nhiều. Mà thôi giờ xin hỏi thiệt, cháu Thảo là quê quán ở đâu à? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. À. Trời ơi. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, đây là một chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến nó xem phim để yêu nhau và để chuẩn bị lễ đính hôn ha. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Em cảm anh, anh cầm không nổi. Dạ em phụ cầm với anh nha. Quá hay, em quá chu đáo. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Lại rồi một cái rồi. Một cái nữa. À, double đúng không? Đã thương thì phải nói yêu phải đến này là hai cái nó đẹp đôi. Anh xin lỗi nha, không em gái, gái nha. Mình hợp nhau đến như vậy. Không em gái. Phải là yêu. Anh ơi. Sao? Có. Lâu một xíu đi. À lâu nữa hả? Trời ơi, nhanh rồi, em muốn lâu, lâu thì lâu. Vi cảm nhận được. Em có một người rất là đặc biệt. Mà người đó không ai khác, không ai thể có được bằng mùi của em. Là mùi quyến rũ của mang cô giáo, người cô giáo Thảo. Cái này mới... Rồi, ok, chúc mừng các bạn.